Giới thiệu với mọi người đây là Center của dàn âm thanh 5.2 của nhà LG. Model là ARX8500. ARX8500. Còn đây là cái loa front của cái dàn đó. Còn đây là cái subwoofer hơi của dàn đó luôn. Center ha. Công suất là 170W, chơi ở kháng trở là 4 ohm. Gồm có 3 loa, 2 đường tiếng, 2 cái loa bass và một cái loa chép kèn. Chép kèn rất là to. Lát mình sẽ xem cái nội thất bên trong ha. Cái loa này nặng là 4,7 kg. Rất là khủng. To nha, dài nha. Và người ta thấy là cái gang tay của mình là 20 cm đúng không? Thì nó dài hơn, nó dài chắc khoảng 50. Mình nghĩ khoảng gần 50. Do mình mua về nó đã cũ kỹ rồi. Phía sau nó đã bị mục rồi. Còn đây là cái mã của Center. Mã của Center là S72P2C. C là Center. Nó có chữ Center đây luôn đó. Rất là khủng long, to. Và khi mình ghép vào cái dàn 5.1, mình nghe rất là hay. Hay bởi cái tiếng chép. Tiếng chép này rất là đặc biệt. Nghe rất là sáng, cực sáng luôn. Sau khi mình mở loa cho các bạn xem nội thất thì mình sẽ cho các bạn nghe tiếp là âm thanh khi mình trở lời cho dàn karaoke ha. Đó, Center to vậy chưa. Và sau khi mình mở cái thùng ra thì đây là những cái loa của cái Center này. 3 loa 2 đường tiếng đây. 2 loa bass và một loa chép kèn. Đây gọi là chép kèn các bạn. Cái củ từ rất là to. Đây. Tổng công suất của Center này là 170W, chạy ở 4 ohm. Và đây là cái phân tầng của nó. Có thấy phân tầng nè. Đây là 2 cái loa bass. Còn đây là loa chép. Còn cái con tụ đây là 2.2. Và cái cuộn cảm. Đây là cái cuộn cảm. Nó được bao bọc bởi cái lớp cách điện, keo cách điện. Từ rất là to. Lát mình sẽ cùng nhau nghe âm thanh khi mà trở lại karaoke ha. Mình nghe chú âm thanh của cái loa này nhé. Đoạn hòa tấu. Tiếng bass đánh âm vang. Nghe vang. bài hát có lời ha. Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ? Sao anh nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng? Những con đường quen lối đi mà nay nắng yên đó. Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm chan chứa êm đềm? Sao anh nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm? Sao anh nỡ đành quên lúc đi về ai đưa? Ngày tháng qua dần, tôi đã chinh chiến từ khi quê hương thấm rồi. Bây giờ mình sẽ gắn tụ, trường hợp là karaoke ha, trợ lời karaoke mình sẽ gắn tụ. Đây là cái bài hát mới nãy, sau khi mình đã gắn tụ lúc này thì bass đã không còn nhiều nữa, khoảng 90% là nó đã biến mất, chỉ còn lại tiếng trung và tiếng kép. Bass vẫn còn ít, vẫn còn mà ít, nó vẫn còn đánh. Thấy khác liền không? Lúc này chép và trung sáng hơn. Mình sẽ bằng to hơn nha. Công suất là 170W, cho nên tha hồ, thoải mái đi. Chép bass nè. Mở ở đây. Cái chép kèn, cái chép kèn nó rất sáng. Khác liền ha. Khi mình gắn tụ vào thì cái âm thanh nó sẽ khác hẳn liền, rất là rõ, tiếng nó nghe nó sáng hơn. Tất nhiên thì khi mình gắn center, cái center này thì mình phải phối hợp với những cái loa khác nữa, ví dụ loa bass thì nó mới nghe nó đậm đà được. Chứ nếu mà chị nghe cái loa này không á, thì tiếng nó không, nó thiếu cái âm bass đó. Như vậy mới gọi là trợ lời karaoke. Trợ lời có nghĩa là trợ tiếng trung, trợ cái lời, chứ không phải trợ bass đó. Trợ trép và trợ trung, còn bass là đã có cái thùng loa thùng khác là đảm nhiệm rồi, sub đảm nhiệm rồi. Còn đây là trợ lời. Trợ lời thì gắn tụ thì nó đảm bảo cho hai cái loa bass này nó được an toàn. Nếu không gắn tụ thì loa bass này thì dễ bị cháy, do cái tần suất của cái gọi là cái tần số của cái giảm bass đó, nó rất mạnh, rất lớn, loa này chịu không nổi. Đó, bởi vì đây là loa center chứ không phải loa bass, vì thế mà mình phải gắn tụ để cản bass lại, cản rất nhiều bass lại, chừa lại tiếng trung và tiếng chép. Và đó là cái video của mình ha.